Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa, một số mặt hoa dendrochớp nha các cô chú anh chị. Đây là cái clip tổng hợp em giới thiệu các cô chú nhiều dòng để các cô chú anh chị mình sưu tầm về làm giống. Có một số cây là đang có hoa. Thì số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Thì đây là mã số 1, đây là cái chậu chuồng 42 nha các cô chú anh chị. Chậu chuồng 42. Đây, rất là phê nha các cô chú anh chị. Thì lớn nhỏ thì có 5 thân. Mã số 1 này là 1900k. 1900k. Đây, mặt hoa để cho các cô chú anh chị mình xem cho nó rõ. Cái này nó cây này nó cũng nở được vài hôm. Được vài hôm, đây cũng còn một nụ. Đây, mầm gốc đang lên đây nha luôn các cô chú anh chị. Đó, cái thân hoa là mầm gốc đang lên luôn. Bên đây là một cái mầm gốc, hai mầm gốc. Ba mầm gốc, coi như ba mầm gốc đang lên luôn. Chuồng 42, mã số 1 là 1900k. Và tiếp tục đây là chậu số mã số 2. Mã số 2 cũng một mã số 2 1700k. Chuồng 42. Đây, chậu này gồm hai thân. Cái thân mẹ đã ra con, thân con. Ôi thân con đang lên hai mầm gốc luôn các cô chú anh chị ơi. Trong một thời gian ngắn nữa đây sẽ là một cái chậu chuồng khủng à, đây đó, bên đây một mầm bên đây chỗ này ngay chỗ này là một mầm nữa là hai mầm, một tuần lễ nữa là hai cái mầm này sẽ lớn chà bá luôn. Chậu này đang hoa luôn nha các cô chú anh chị, đang hoa luôn. Chuồng 42, một cái mặt hoa rất đỉnh nha các cô chú anh chị. Chuồng 42. Chuồng 42 mã số 2. Mã số 2 1700k. Và tiếp theo, đây là mã số 3. 1300k. Chậu số 3. Mã số 3 này thì cũng đã có hoa rồi. Cây mã số 2 với mã số 3 này là chung một gốc. Cũng đã hoa hết rồi, đây là 1300k. Đang lên mầm gốc luôn nha các cô chú anh chị, đang lên một mầm gốc. Mầm gốc bên đây thì chưa, tại cái này là đa phần là lên tự nhiên, em không có kích gì hết, cũng chuẩn bị lên thôi. Đó, mã số 3. Rồi, tiếp tục là mã số 4 các cô chú anh chị. Mã số 4. Mã số 4 chuồng nghịch. Chuồng nghịch 500k. Một cọng chuồng nghịch 500k. Đây, chuồng nghịch em đỏ bông luôn cho các cô chú anh chị mình xem. Đây các cô chú anh chị, đó, cái chuồng 42 á, là cái nền trắng chớp tím, còn cái chuồng nghịch đó là ngược lại. Đây, nó là cái là nền tím mà chớp là chớp trắng đó. Đây là chuồng nghịch nha các cô chú anh chị. Cộng này 500k. Cộng này 500k, cộng đầu luôn nha các cô chú anh chị. Mắt mũi đâu còn nguyên. Ngon lành cành đào. Chuồng nghịch. Dạ, tiếp theo. Tiếp theo đây là em giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái hai cái chậu, hai cái chậu bà liễu tím. Đây là cái chậu bà liễu tím, đây là bông. Chậu này thì em đã bán rồi, như khách mai lấy. Đây, đây cái mặt hoa liễu tím nha các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa liễu tím. Đó. Và đây là cái hình cây bán trong clip ngày hôm nay. Mã số 5, 1500k nha các cô chú anh chị. 1500k cho mã số 5. Thì cái mã số 5 này đang lên. Ồ, đang lên ba mắt luôn à. Cái mầm non này nó đang lên ba cái mầm gốc luôn. Mầm gốc bên đây hư rồi. Bù lại kia nó lên nhiều.
1.500 ca cho cái chậu liễu tím mã số 5. Và tiếp tục đây là mã số 6 các cô chú anh chị. Mã số 6 cũng là liễu tím 1.000 ca. Chậu này thì đang lên một mầm gốc. Mới lên một mầm thôi. Tại này đa phần là tự nhiên, không có kích. Đó. Mã số 6. Mã số 6 của liễu tím 1.000 ca nha các cô chú anh chị. Và tiếp theo đây giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa. À, ngày hôm qua em cũng bán cũng gần hết rồi, nhưng mà em không quay lại. Hôm qua em bán được 6 mà 5 mã rồi. À, chớp hồng sắc pháo nha các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa của chớp hồng sắc pháo. Chắc có lẽ là hơi chá. Mặt hoa hồng sắc pháo. Đây mã số 7. Mã số 7. Chớp hồng sắc pháo các cô chú anh chị. Một mẹ đẻ hai em. Đó. Nhỏ mà có vỏ nha các cô chú anh chị. Mã số 7 1.000 ca. Rất tiềm năng. 1.000 ca. Đó, một cái chậu rất đẹp. Một cái chậu rất đẹp nha các cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa nữa. Một cái đây cho cô chú anh chị mình xem trước cái hình cây. Đây là cái mặt hoa. À, đây là cái chậu Gibaigon. Gibaigon. Các cô chú nhìn thấy cái hình cây là các cô chú anh chị đã thấy mê chưa? Đó, cái mầm gốc nó lên thiệt là đẹp. Rất đẹp nha các cô chú anh chị. Mầm gốc rất là đỉnh. Nè, hai mầm luôn. Rất là đỉnh. Dạ, đây là cái mặt hoa Gibaigon. Đó, đây là cái mặt hoa Gibaigon. Rất đỉnh nha các cô chú anh chị. Đó, mặt hoa Gibaigon rất đẹp. Gibaigon. Này cũng không có nhiều các cô chú anh chị, một hai chậu sưu tầm thôi chứ không có nhiều. Gibaigon. Cái mầm gốc phê lắm nha các cô chú anh chị. 2.000 ca cho em. Mã số 8. Thân lá rất là đẹp. Cái này nuôi đỉnh chắc cái cây con nó cỡ cùm tài luôn. Cây rất khỏe. 2.000 ca cho chậu Gibaigon. Dạ, tiếp theo đây là mã số 9 các cô chú anh chị. Mã số 9 đây là một cái mặt hoa. Một cái mặt hoa gian bóng một thời. Đây là cái mặt hoa hổ mang chớp các cô chú anh chị. Hổ mang chớp. Đây là cái mặt hoa hổ mang chớp. Thì ở cái clip này thì em có hai hình cây để giới thiệu với các cô chú anh chị. Một là cái mã số 9. Mã số 9 này là 700 ca. 700 ca thì cái chiều dài của cái cọng này là 10, 20, 30, 40, 42 cm các cô chú anh chị. 42 cm. Đó, cái mầm con là tầm 10 cm nữa. Đó, hổ mang chớp. Cái này chỗ này để coi mới trồng được có mấy bữa thôi. Nhưng mà nó là nguyên một cái cục giá thể to. Nó chưa ấm chậu nhưng mà cây này không bao giờ mất sức.
em tách ra từ cái chậu lớn. Hổ mang chớp mã số 9 700k nha các cô chú anh chị. Và tiếp tục đây là mã số 10. Mã số 10 này 500k. Mã số 10 500k nha các cô chú anh chị. Có 3 thân. Đây. Đó, cái thân mẹ thì ốm, đó. Tới 2 thân sau là ngon lành gành đào. Khỏe, đẹp. 500k cho chậu hổ mang chớp số 2. Đó, thân non đang lên, rất tiềm năng. Rất tiềm năng nha các cô chú anh chị. Đó, đây là cái mặt hoa hổ mang chớp nè. Dạ, tiếp theo em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa nữa, đó là chớp tiền xưa nha các cô chú anh chị. Chớp tiền xưa em còn có chậu, em còn có chậu thôi. Chớp tiền xưa, đây là cái mặt hoa chớp tiền xưa. Dạ, đây là hình cây chớp tiền xưa. Cái thân mẹ thì không được đẹp lắm, nhưng mà ba cái mầm con thì thôi khỏi có chê vào đâu được luôn nha các cô chú anh chị. Ba cái mầm gốc một lượt. Phê tỷ tê. Chớp tiền xưa. Mã số 11 600k. Hết rồi. Em còn con mã 1. Đợt này là hết rồi. Đó. Đó, cái thân mẹ không biết cái này bị cái gì á. Nhưng mà không sao, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, tiếp theo đây là mã số 12 các cô chú anh chị. Mã số 12 chớp AB. Mã số 12 cho chậu chớp AB. Đó, một thân. Một thân. Đó, một mầm gốc đã lên cao. Đó, mầm gốc bên đây chuẩn bị lên. Chớp AB. Đây, mặt hoa. Mặt hoa đây các cô chú anh chị. Đây là chớp AB nha các cô chú anh chị. Chớp AB 1,2 triệu. 1,2 triệu mã số 12. Đây, mã số 13. Tiếp tục là mã số 13 các cô chú anh chị. Mã số 13 cũng 1,200k. Đây, mầm gốc đã lên. Đã lên một mầm. Đây cũng là chớp AB. Chớp AB đó. À, rễ các cô chú anh chị thấy đang phà phà luôn. Dạ, thì vừa rồi em đã giới thiệu với các cô chú anh chị mình là một số cái mặt hoa dendrochớp. Các cô chú anh chị mình chưa có mặt hoa nào thì cứ nhanh tay sưu tầm. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.